9 giờ, 11 giờ, liên tiếp các cuộc gọi rác. Một ngày, chị Hương thường nhận 4 đến 5 cuộc gọi rác. Em cảm ơn nhé, em không nhu cầu đâu ạ. Đi làm này, đã là thấy cả áp lực công việc rồi, xong rồi là nhận được các cuộc gọi rác đấy thì mình cảm thấy là khá là không thoải mái, khó chịu. Theo Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông,